Khi trời nắng thì bụi bay mù mịt, đất cát rơi vãi dày đặc. Đó là những hình ảnh diễn ra thường xuyên trên tuyến quốc lộ 8C, đoạn đi qua địa bàn xã Thạch Xuân và xã Nam Điền, huyện Thạch Hà. Bụi đất bám đầy trên đường, trên nhà dân ở hai bên tuyến đường. Hằng ngày thì xe chạy đi là bụi nhiều lắm, bụi nhiều, bụi nói chuyện hết nữa. Mà anh vô trong nhà này, anh vô trong bàn thờ này, anh vô đó, nhiều lắm. Bây này thì chuyện đơn giản mà, cho nên nó ô nhiễm. Mà tôi ở đây khổ lắm. Trục đường quốc lộ mà có lớp bùn dày nhầy nhụa kéo dài hàng trăm mét, thậm chí có nơi tạo thành vũng bùn, gây khó khăn cho người tham gia giao thông. Nhất là vào ban đêm, nếu không cẩn thận, rất dễ xảy ra tai nạn giao thông. Ở những cái đường này thì nói chấp nhận, đúng thật là chấp nhận được. Chứ mà đây nói thế chứ không biết kêu ai. Trời mà mưa xuống thì người đi lại không bổ nhiều. Nói chung cũng chán xe bổ đấy đó. Chính quyền địa phương cũng đã trực tiếp với các chủ phương tiện và cái đơn vị tập kết bãi thải có xử lý cả cái vấn đề tồn tại ở trên quốc lộ 8C. Tuy nhiên cái việc xử lý của đơn vị thi công vẫn chất thiệt đấy. Hiện nay trên địa bàn mà đặc biệt là cái vùng bãi thải của quốc lộ 8C thì cũng đang ô nhiễm. Vậy cũng kính đề nghị các cái đơn vị chức năng có liên quan thì vào cuộc để xử lý dứt điểm cho nhân dân trên địa bàn. Được biết dọc theo tuyến quốc lộ 8C, đoạn đi qua địa bàn huyện Thạch Hà, hiện có hai mỏ đất và một bãi thải đất phong hóa được cấp phép hoạt động để phục vụ cho một số dự án xây dựng. Trên bãi thải đấy đi, trên quốc lộ 8C có rất nhiều đơn vị là đổ thải vào đấy. Của dự án này cũng từ Hàm Nghi Vùng Áng và Bãi Vọt Hàm Nghi cũng có một số công ty. Hiện tại thì đơn vị chúng tôi cũng đã đổ một ít vào và trong quá trình thi công thì cũng có bụi bặm và dẫn tới ảnh hưởng đến người dân. Với lưu lượng xe tải chở đất đá qua lại khá lớn, cộng với việc các phương tiện không che chắn cẩn thận và do không làm vệ sinh đường thường xuyên nên đã gây nên tình trạng ô nhiễm môi trường, nguy cơ tai nạn giao thông và ảnh hưởng đến đời sống người dân.